Hello. Xin chào mọi người ạ. Độc lạ Bình Dương ạ. Lần đầu tiên Thanh Duy đi hát mà thấy ở giữa và xung quanh là rất là nhiều khán giả. Nên cảm thấy cũng khá là bất ngờ và cũng có rất là mới mẻ so với những cái sân khấu khác mà Thanh Duy đã biểu diễn. Vì có thể là thấy hết tất cả mọi người. Mọi người thấy Duy có rõ không ạ? Bên kia thấy không ạ? Okay. Bây giờ Thanh Duy xin được mở đầu. Cái sân khấu này làm cho Duy nhớ tới cái live show mà Duy đã làm ở năm ngoái, tháng 9 thì Duy có làm một cái live show, thì Thanh Duy làm ở rạp xiếc. Thì khán giả cũng ngồi xung quanh như thế này làm cho Duy cảm thấy rất là bồi hồi và nhớ lại những cái giây phút đó. Bây giờ sẽ là một bài hát, một sáng tác của Thanh Duy. Và ca khúc này xin mời các bạn hãy cùng đến với bài hát được mang tên Magic. Mọi người cùng vỗ tay với Thanh Duy nha. Let's go. What? Hả? Xuống đây chơi hả? Xíu nữa nha. Yeah.
Mọi người thấy nóng lên chưa ạ? Nãy giờ quý vị chơi lô tô có vui không? Quý vị hãy mua thêm các vé lô tô dành cho các bạn đi ạ. Bởi vì Thanh Duy thấy là mọi người rất là dễ thương. Giải trí là một sân khấu rất là đẹp, đầu tư chỉnh chu quần áo, make up các kiểu. Cảm thấy rất là vui vì mọi người có một cái sân khấu rất là dễ thương như thế này để hoạt động và được gặp gỡ khán giả. Quý vị có thể cho các bạn rất là xinh đẹp với một tràng pháo tay thật to đúng không ạ? Cảm ơn họ về những cống hiến của họ những ngày vừa qua. Ôi mệt quá. Bây giờ sẽ là một bài hát nữa mà Thanh Duy đã viết bài này trên nền nhạc disco. Đúng không con? Con có nhảy được không? Can you dance? Bây giờ sẽ là một sáng tác nữ Thanh Duy. Xin mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc được mang tên Tập Sức. Mỹ nữ đâu hết rồi? Yes, pull, 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 pull.
Cho miếng nước đi. Nước anh đâu rồi? Ôi trời ơi, em từ ở dưới em phóng lên sân khấu vậy luôn hả? Không thành hoàng thường. Nước như thế này mày đưa cho tao uống. Cà phê sữa. Hơi đắng nhưng thanh kiều. Ủa nước của anh đâu? Lại rèn tô cho chữ chẳng là tả vào lãnh cô. Đời lãnh cô. Dù bổn cô có thất sủng thì chất gì cũng cao hơn ngươi. Bạn cô sẽ khoảng sát xin phong được khoảng hô. Còn em vô, em vô đi cùng anh, em không vô phong, em ngồi đi với anh phong luôn. Ok nào hả? Ok nó cả, nó là nó là đó. Cẩn rồi má ơi. Cẩn nha. Má ơi. Ok. Hồi nãy Thanh Duy tới thì có trong phía sau sân khấu có một chị. Chị có chị có yêu cầu một bài. Phải bài này. Cô đại với đê. Bây giờ xin mời các bạn cùng đến với bài hát được mang tên Mây và Núi, mọi người cùng. Dù cùng cơn gió kia, thì mây cũng buồn. Nhìn núi kia đâu
Mọi người còn quý vị còn muốn nghe nữa không ạ? Nữa xin vậy thì xin quý vị vỗ tay một cái cổ vũ tinh thần. Vừa hát vừa nhảy như một con điên. Cung thỉnh hoàng thượng. Người đâu? Dạ. Tội này đầu tiên phải tát mồm thổi sau đó bánh sao cho hửi. Ê, đem tát cho em tát nha. Thôi không, bây giờ đến hát. Đi vô để xem tát chạy sao rồi. Nhưng mà hả, cái bài nãy là cái bài người ta đang rất là trong sáng luôn á. Tự nhiên em muốn những động tác rất là khiêu gợi là sao? Đâu em muốn, mày và núi đó. Mày nè, núi nè. Đó là bài động tác mày núi mà. Bây giờ sẽ là một bài hát nữa cũng rất là dễ thương. Bài này Thanh Duy cũng đã diễn, không phải là bài của Duy, nhưng mà Duy diễn trên truyền hình thì mọi người cũng thích bài đó. Và khi đi diễn khắp nơi thì mọi người cũng hay yêu cầu. Bây giờ mọi người hãy cùng đến với một bài hát rất là quen thuộc được mang tên Tuổi Mộng Xứ Đông. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Ok, muốn không mấy cưng. Trên phố thương nhớ ai cho nỗi sầu vẫn rụng xuống vai, từng giọt mưa rơi giữa cơn mộng cánh chim nồng say, tình yêu là sợi tơ đó hãy chờ anh biết không, mong trời vẫn kết người hồng nhan, thương nhớ ai cho khúc nhạc vẫn còn dở dang, chiều vòng đây khi nghe tiếng chim lạnh lõa trong vườn cây, em vẫn mong phố đông người dừng bước bên chàng. Cho quý vị, đây cũng là một sáng tác của Thanh Duy và hy vọng bài này nếu mà mọi người có thể đứng dậy nhảy thì tuyệt vời, bởi vì bài này Thanh Duy viết trên nền nhạc disco để chúng ta có thể lắc nít. So if you can dance, just stand up. Mọi người có thể nhảy thì có thể đứng dậy nhá. Mấy con này, bạn này sẵn sàng rồi nè, có sẵn sàng chưa? Yes, I love you. Bên này nhảy luôn nha. Em phải kích động cho các bạn xung quanh nhảy. Bây giờ các bạn hãy cùng đến với một bài hát nữa Thanh Duy cũng được mang tên I Celebrate You. Mọi người cùng nhảy với mình nhé. Khi đã qua nơi này sao mê, chỉ có thể thấy được mỗi chương. Mình không nên nói khi mà ta còn đang phải
cặp bốn, cặp bốn. Tập trung đôi mắt trên em này. Okay, baby. Chân dưới đất biển. Thank you. Are you okay? Thanks. Are you okay? Thank you. Cho em chơi nước biển. Ý là cho em chơi nước biển. Can you speak Vietnamese? Water. Water bath. Bình Dương Water Park. Oh no no. Water biển là gì? Biển là gì? Water đầm Sen Que. Rồi vậy nghe em vô mới hết biết nói. Và bé vừa rồi cũng đã khép lại phần trình diễn của Thanh Duy. Xin được cảm ơn tất cả những chàng vỗ tay của mọi người rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã ở đây ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại Bình Dương Độc Lạ nha. Bye bye. Stay ở ngoài đó chơi tiếp đi. Trời, cảm ơn anh rất